tại là mình đã có mặt ở trường một buổi chiều thứ tư. Mình ra trường để ôn thi. Với một bánh mì. Không biết ăn bánh mì giòn, nó cứ rơi vãi rụt ra ấy. Xong nó đau mồm. Thế là trước khi ăn bánh mì mình sẽ hay bóp cho nó bớt giòn. Mình quay không mua nước, nhưng bây giờ mình khát nước. Chết rồi. Mình quay không tặng người ta là đừng cho tương ớt. Bây giờ mình sẽ đã ở ngoài này tập thuyết trình, xong rồi mình vào trong lớp mình làm bài. Hôm nay mình đã xong cái bài nhóm đó, xong rồi là tối về nhà mình lại làm một bài kiểm tra nữa online. Khán giả. Cuối cùng thì tôi cũng đã được yên vị tại một căn phòng. Mình đang làm bài nhóm hai phần nhóm, nhưng mà giờ mình vẫn chưa làm xong. Tại vì sao? Mình không biết làm. Chứ còn vì sao nữa. Cái bài nhóm này từ lâu lâu phết rồi, đến gần deadline bọn mình mới công đi lên làm. Đấy, tại vì kiểu không đứa nào biết làm, cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua. Rồi đến một ngày đột nhiên thầy bảo là tuần sau một bài nhóm nhá. Thế bọn mình mới, tại vì bọn mình chưa làm gì hết. Mình đã học xong một chat rồi. Mình còn phải làm bài. Có lẽ là mình sẽ phải về nhà thôi. Đây, mình có bông hoa siêu to của nó. Đây có máy quay này. Mình vừa làm bài kiểm tra xong. Hamburger. Chưa một cái. Cơm cho nướng.
Hôm nay là một buổi chiều thứ sáu, tức là sắp hết một tuần rồi. Mình sẽ chỉ còn một tuần nữa để mình ôn thi cuối kỳ thôi. Mình đã đi qua một tuần cũng khá là mệt mỏi. Ấy, hôm trước mình thức cả đêm để mình làm nốt bài, 6 giờ sáng mình mới đi ngủ xong rồi. Tầm 10 giờ sáng thì đấy là mình dậy là mình gì? Dậy là mình check tiếp, mình sửa bài tiếp, xong rồi chiều hôm đấy mình đi học nộp một bài midterm và mình thuyết trình đến hôm qua, xong rồi chiều nay thì mình đã đi làm bài kiểm tra midterm khác của môn khác. Sau đấy thì mình sẽ có tuần sau, một tuần sau để mình ôn final, và tuần sau nữa mình thi final. Mặc dù là cái bài midterm chiều nay nó cũng chỉ là một bài kiểm tra rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà kiểu mình làm xong cái bài đấy xong là chiều nay còn là chiều thứ sáu tức là sắp đến cuối tuần rồi, nó tạo cho mình một cái cảm giác như kiểu là mình đã kiểm tra xong hết và bây giờ mình có thể đi chơi đấy. Và cộng thêm một điều nữa đấy chính là thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, nó lạnh nhưng mà nó có nắng, chính là kiểu thời tiết mà mình rất thích. Vừa kiểm tra xong trời lại còn đẹp, là mình đã quyết định là bây giờ mình sẽ ra ngoài chơi. Mặt ở công viên. Tôi đã phải lấy hết dũng cảm của mình để thực hiện những cảnh quay này. Tại vì ở đây có rất nhiều người và mình đang giơ máy đi giữa đường á. Ôi, đẹp quá. Rất trang tiếc. Trời, một hồng, một vàng, một xanh. Rồi ạ, tình hình là bây giờ trời đã tối om rồi. Mình định đi ra cái chỗ, cái khu người ta trồng rất nhiều hoa ấy. Thế nhưng mà bây giờ tối lắm rồi, mình cũng hơi sợ. À, nghĩ là mình sẽ đi về. Ngắm được cái hoàng hôn này cũng mãn nguyện rồi. Tình hình là mình không nhớ mình để xe ở chỗ nào. Cái khóa đâu nhỉ? Hello everybody, tôi đã về nhà. Mình sẽ ăn nốt bánh. Mình đã không ăn được nốt tại vì là có quá là nhiều mấy cái con, cái con gì không biết, nó cứ bay. Trên đời này mình ghét nhất và mình sợ nhất là côn trùng và ếch nhái cóc. Mấy con này. Hôm mà mình đã nằm mơ trong nhà mình có một ếch khổng lồ. Và mình phải lựa chọn giữa việc
ở đấy với con ếch đấy, hoặc là tức là con ếch nó ở trên tầng 2 ấy, thì mình phải lựa chọn giữa việc là ở nguyên trên tầng 2 cùng với con ếch đấy, và hai là sẽ nhảy từ trên cái gọi là cái gì, nói chung là nhảy từ trên tầng 2 xuống tầng 1 để chạy trốn con ếch đấy. Đấy, và mình đã nghĩ là mình thà chết theo cách khác còn hơn là mình phải ở đấy với con ếch ấy, nó rất kinh ấy. Vừa nãy về soi gương, mình mới biết là suốt từ cái lúc mà mình ăn cái bánh này ở công viên ấy, là mồm mình bị dính cái đen đen ấy. Tại vì cái bánh này nó là cái bánh than tre ấy, này nó màu đen này, xong rồi mồm mình bị đen ấy. Xong rồi vừa nãy về soi gương mình mới biết luôn. Do mình để lâu quá không ăn xong rồi nó bị héo mất. Bây giờ lại là một buổi chiều thứ tư. Mình chỉ còn nốt hôm nay thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tầm 5 ngày nữa để mình ôn thi. Mình sẽ phải đi đến một chỗ học mới mà mình chưa đến bao giờ. Mình không thể đi cà phê nữa, tại vì là mình đã tiêu quá nhiều tiền vào việc đi cà phê học bài rồi. À, bây giờ mình đang chuẩn bị sắp xếp vợ để đi. Mình đã quá buồn ngủ rồi, mình không thể ngồi thêm nữa. Người ạ, hôm nay mình lại bị tụt mút nên mình không có hứng thú, mình không muốn làm gì ấy. Khoảng 3 tháng gần đây là mình bị với tần suất hơi nhiều, cứ chán nản, không muốn làm gì hết, không nấu ăn, không gì cả, không có động lực để làm gì cả, cũng phải học thôi. Tại vì không học thì sao mà thi được đấy. Mình có 5 môn phải học, nói chung là bây giờ tối nay mình sẽ phải học môn này, có một môn là mình không biết phải học kiểu gì, còn lại thì các môn khác thì cũng đều biết cách ôn rồi. Còn vấn đề là có ôn được hay không và có làm được bài hay không thôi. Nó phải đi nghe lại bài giảng, tại vì trên lớp mình không nghe, cho nên là mình không hiểu gì hết. Nhưng khả năng là nghe lại thì mình cũng không hiểu gì hết. Mình sẽ lên YouTube, mình tra tên môn học, xong rồi tên chat xem là có video bài giảng nào không.
Mình nghe bừa thôi, mình cứ ấn bừa mình nghe thôi. Về cái nào hiểu được thì nghe tiếp, không thì thôi. Nên là một buổi chiều thứ bảy, nghĩa là mình sẽ chỉ còn chiều nay và ngày mai để ôn thi thôi. Hôm qua mình đã học được hết một bài, hết một chương, một phần ba của một chương mới, một chương khác. Sau khi mình đọc lại sách, đọc lại slide và mình nghe thêm bài giảng ở trên YouTube thì mình đã hiểu hơn một chút, thấy việc học nó cũng phấn chấn hơn ấy. Hôm nay mình không học môn đấy nữa, tại vì mình không còn nhiều thời gian. Thế nên là mình quyết định là mình sẽ chuyển sang học môn khác. Tí nữa mình sẽ lên thư viện của trường. Tại vì không còn nhiều thời gian, thế nên là mình sẽ không thể học theo cái cách là đọc lại giáo trình hết một lượt từ đầu được. Thế là mình sẽ học theo kiểu là mình sẽ làm bài tập. Thì tất nhiên là mình chưa đọc giáo trình thì sao mình biết cách làm đúng không? Mình sẽ xem lời giải của các bài tập. Kiểu như là từng bài tập mình sẽ xem tại sao người ta lại giải thế. Và mình cũng nắm được phần nào đấy lý thuyết. Sau khi mình xem xong các bài tập, mình sẽ học theo kiểu đấy. So